Em Tuấn chào các bác nhé. iPhone, iPad, MacBook cũng khá là nhiều cho các bác rồi. Rồi một số dòng máy tầm dưới 2 triệu hay là dưới 3 triệu cũng rất là nhiều. Nhiều bác thì cần cấu hình cao hơn, khủng hơn, chip mạnh hơn, chip RAM mạnh hơn. Em Tuấn giới thiệu đến các bác con Oppo A2X 5G. Ok chưa? Đấy. Và các bác là đối với con này thì phải nói là với tầm tiền chắc các bác không mua được con nào để vượt được với con này được. Cái thứ nhất là về camera này, chụp ảnh này, selfie này, rồi là chip này, RAM này, chip RAM, và quay đến nữa là về hình thức. Chắc là ít có con nào, hầu như là không có con nào vượt được con này đâu các bạn, không vượt được. Tại sao em nói không vượt được? Em khẳng định là nó sẽ không vượt được. Con này bộ nhớ trong của em nó là 128GB, RAM nó 6GB. Bình thường những con khác thì RAM 2GB hay 4GB, nhưng con này RAM 6GB. Và mức giá em Tuấn báo luôn là 3 triệu 790 nghìn. 3 triệu 790 nghìn. Hàng còn nguyên thùng, nguyên hộp, nguyên siêu luôn. Vẫn còn bảo hành hãng luôn các bác nhé. Nên tất cả những dòng này bác yên tâm. Không nó chứ hàng này không phải là hàng cũ hay hàng lướt mà hàng mới tinh, chưa dùng lần nào. Báo cáo bác là còn rất là nhiều những con hàng đây thì em đã giới thiệu lần lượt dần dần cho các bác, thì sau đây em Tuấn sẽ vào chi tiết hơn về cái con này cho bác này. Về đối với lại mặt hàng này thì báo cáo bác là đã chào bán trên thị trường cũng khá là nhiều. Các bác có thể mua ở những cửa hàng Thế Giới Di Động, Ngoài Giờ Điện, Máy Xanh vân vân, có hết. Còn không thì mua của các em bên em được ship tận nhà. Cước thì có 20-30 nghìn, 30 nghìn, hơn 30 nghìn tiền cước cũng đáng bao nhiêu cả, nhưng quan trọng là bác đã mua hàng ở đâu thì cho các bác quen thôi mà. Bên em vậy thôi, những mặt hàng này thì bên em lỗi một đổi một luôn. Các bác có thể mua ở ngoài các cửa hàng khác, cửa hàng uy tín cũng có rất là nhiều, mà mỗi một nơi nó có một cái chính sách bảo hành riêng. Còn với các em bán lẻ như này thì cứ lỗi một đổi một. Còn nhiều nơi khác lỗi thì đợi nhé, để tôi gửi đi bảo hành thì tôi sửa chữa, tôi khắc phục mất việc lắm. Còn bác nào mua bên em biết rồi đấy, lỗi một đổi một, kể cả máy đã sử dụng hay chưa qua sử dụng, hay là máy này cũng đổi một luôn cho nó nhanh. Sau đây em Tuấn sẽ vào giới thiệu chi tiết nha. Em báo luôn rồi, giá là 3 triệu 790k. Đây bác nào cần tầm cao hơn đây em gửi đến nhé. Em khui hàng bác nhìn này, em quay này nó xuống nó nét nét một chút, bởi vì là em quay camera trước, camera selfie nên là nó sẽ không nét bằng camera chính sau đâu. Là em cần là nó xuống nó vuông, nó nét chi tiết một chút. Đây là con Oppo A2X 5G, con này chạy 5G bác nhé. Và nhà Oppo thì nhà Oppo với Xiaomi thì không có nhà nào họ quên là được tặng cho các bác cái ốp lưng này, ốp lưng trong suốt luôn ạ. Đấy. Tất cả họ đều sản xuất trong suốt để họ có thể giới thiệu cái hình thức cái máy của họ. Đấy. Đây là cái bọc mà ngoài. Tiếp đến là máy đây, còn nguyên siêu nhé, chưa động gì cả, siêu nguyên siêu, máy nguyên siêu đấy, máy nguyên siêu luôn ạ. Nhìn camera khủng chưa, nguyên siêu. Và phía dưới này khi nhấc lên tiếp nữa thì phía dưới này nó sẽ là sạc, cốc sạc zin xịn luôn của hãng luôn, tất cả sạc hãng còn nguyên hết đấy. Thì sau đây mà Tuấn sẽ mở con máy này ra cho bác xem này. Nó là đẹp xuất sắc luôn ạ. Họ thiết kế cái bo viền mà nhìn này, cái bo viền nó, con máy nó cảm thấy nó bo viền vuông vuông vức, rất là đẹp, rất là đẹp, gọn đẹp, mỏng nhẹ. Được thiết kế với hai con camera như sau này. Ok chưa? Đây là về hình thức. Nút khởi động nguồn cũng như là vân mở vân tay ở bên bên sườn bên dưới bên phải. Trên đỉnh thì không có gì. Bên sườn bên này là khe cắm sim. Để em kéo hẳn khe cắm sim ra cho bác xem là sim nó thể hiện như thế nào nhé. Có nghĩa là để các bác có thể sim nó mở rộng như nào đây. Khe cắm sim nano bác ạ, con này có thể dùng dùng được một lúc hai sim, dùng được một lúc hai sim, hoặc là các bác có thể dùng một sim và gắn thêm thẻ nhớ bên này nữa.
Vậy là con này bộ nhớ trong đã có 128 GB, các bác có thể nâng lên gắn thẻ nhớ 512 GB, bao nhiêu tùy, hỗ trợ được hết. Đấy. Nhưng mà 128 GB đã thoải mái lắm rồi, dùng hết thế nào được bác. Rồi. Để em gắn cái thẻ nhớ khe. Ok ạ. Xong. Phía dưới đây là nút volume tăng giảm âm lượng sườn. Phía dưới cùng thì nhà sản xuất đã không quên vẫn giữ lại cho các bác cái cổng jack cắm 3.5, cổng này rất quan trọng để cho các bác nào đam mê nghe nhạc nhé, cổng phổ thông luôn nghe nhạc. Tiếp tục là cường mic, hai là phía giữa này là cổng sạc Type C, cổng sạc đời cao nhất, đời mới bây giờ giống nhất. Tiếp đến là loa. Con này thiết kế bo tràn viền hết xung quanh viền, bác nhìn này, viền này, nhìn này, nó bo màu mạ hợp kim rất là đẹp, hợp kim rất là đẹp luôn đấy, hợp kim đẹp nguyên khối đấy. Còn em khởi động lên cho bác này, khởi động thì chắc chắn là em sẽ để em máy nó nguyên cho các bác về kích hoạt thôi, chứ em không kích hoạt vì máy còn nguyên mà, máy còn nguyên hết. Ok chưa? Thì em sớm tới sẽ giới thiệu thông qua về cái thông số của con này. Con này màn hình của nó là màn hình LCD 90Hz các bạn. Màn hình có độ rộng là 6,56 inch HD cộng. HD cộng luôn ạ. HD cộng của nó là 720 nhân với lại 1612 pixel đấy. Con này đang chạy Android 13, Android 13 13.1 vậy. Đấy. Xin chào, nhưng các bác chỉ mở tiếp là nó sẽ chạy tiếp thôi. Đấy. Ok chưa? Camera 13. Con này có góc rộng luôn ạ, có góc rộng tele nhé, có góc rộng tele luôn đấy. Góc rộng tele quay phim, con này thì cực kỳ nét chụp ảnh. Em không muốn vào kích hoạt thì em muốn để các bác dùng các kích hoạt, còn bác nào muốn cần chi tiết hơn thì rất nhiều anh em đã review giới thiệu về con này nó chất lượng như thế nào rồi. Với cái giá thành 3.790.000 thì báo cáo bác là nếu mà lấy iPhone để tương đương với cấu hình như con này, nếu mà mua iPhone mà để tương đương với cấu hình như con này thì bác phải mua con nó mất tầm 16 đến 18 triệu trở lên thì mới tương đương với cấu hình như con này được. Nếu là gọi là iPhone để mua tương đương với camera rồi cấu hình đấy. Nên là dùng những con này thì các bác lợi là tất cả ứng dụng các bác dễ dùng, dễ tải, nói chung là dễ sử dụng, hai SIM hai đó. Đặc biệt là con này pin của nó lên đến 5.000, pin 5.000 rất là bền, 5.000 lâu. Con này có kháng nước, con này kháng bụi thôi, con này có kháng bụi IP54 đấy, là kháng bụi, là chống bụi tốt, có nghĩa là bụi không thể vào hết trong này. Thế thôi, cảm biến vân tay ở bên này bác nhé. Con này có cảm biến vân tay bên sườn. Ok rồi. Đấy, vừa rồi em Tuấn giới thiệu qua cho bác về con Oppo A2X 5G. Con này mức giá 3.790.000. Hàng thì có VIP rồi. Chất lượng. Bác nhà nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.